cưới nhau.
chúng mình cùng tính đi thôi. Gia đình nhà ông Trương Xuân Thủy và ông Trần Văn Lan. Thế thì qua lời phát biểu của ông đại diện ở nhà trai, hôm nay là ngày lành tháng đẹp, có mang lễ tới trước bàn thờ gia tiên và gia đình ông Trần Văn Lan để làm thủ tục xin cháu Ngọc Quyên về làm dâu con của gia đình nhà ông Trương Xuân Thủy. Thì qua lời phát biểu của ông, thì thay mặt gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin chấp nhận lễ và gia đình họ nhà trai đã mang lên trước bàn thờ gia tiên và gia đình chúng tôi. Và chúng tôi cũng nhất trí là cho cháu Ngọc Quyên về làm dâu con của gia đình. Và bây giờ nhận quyền lại cho bên nhà trai là tiếp tục làm. Kinh dân tổ tiên gồm có hồng khoai, rượu, trái cây, bánh và thằng cao quả cao. Ở trong này có một cái phong bì lát. Chút nữa thì có cái tôi sẽ đưa cho bên mẹ của chú thể giao tại. Thì cũng mong bên
quý vị bên nhà gái chấp nhận. Vâng, hiện giờ cũng là gia đình nhỏ gái, tôi đã xin chấp nhận tất cả những lễ vật mà hỏi ra đã vang tới. Rồi có mời ạ. Cảm ơn.
đã xây dựng được. Trên đôi mi em ấm áp dịu dàng,
Ngó sen hồng đính duyên trên áo, sẽ là ngày anh đưa em về. Rót ly đầy ngân nga câu hát, uống cạn sân trước thêm lại em. Hỡi em, có thương có vương cánh hồng anh trao lá rơi. Lạ lời đôi mình kết duyên tâm tình. La 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 la, có biết rằng anh thương em nhiều. Khẽ chạm tay lên bờ vai áo, chút ửng hồng em xinh yêu kiều. Là vì em mà đắm say, ngàn hương thơm quanh lối về. Cần lại anh thêm chút thôi, anh nguyện là cố nhân lưu tình. La 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 la, bước nhẹ vào chút trái tim anh rồi. Con đường nào xa ngàn gặp lối, có một người luôn ở bên em ngồi. La 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 la, có biết rằng anh thương em nhiều. La 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 la, nếu tỏ tình ta có chung khung hình. Là hoàng hôn buông trên môi, em cứ mãi ngại ngùng. Mình nhẹ nhàng bình yên thôi, và cứ thế đến tận cùng. Ngó sen hồng đính duyên trên áo, sẽ là ngày anh đưa em về. Rót ly đầy ngân nga câu hát, uống cạn dần chút thương ngại ngần. Hỡi em, có thương có vương cánh hồng anh trao lá rơi. Là lời đôi mình kết duyên tâm tình. La 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 la, có biết rằng anh thương em nhiều. Khẽ chạm tay lên bờ vai áo, chút ửng hồng em xinh yêu kiều. Là vì em mà đắm say, ngàn hương thơm quanh lối về. Gần lại anh thêm chút thôi, anh nguyện là cố nhân lưu tình. La 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 la, bước nhẹ vào trong trái tim anh rồi. Con đường nào xa ngàn khắp lối, một người luôn ở bên em ngồi. La 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 la, có biết rằng anh thương em nhiều. La 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 la, nếu tỏ tình ta có chung khung hình. Là vì em mà đắm say, ngàn hương thơm quanh lối về. Gần lại anh thêm chút thôi, anh nguyện là cố nhân lưu tình. La 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 la, có biết rằng anh thương em nhiều. La 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 la, nếu tỏ tình ta có chung khung hình. Oh.
yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tốt trên cao, anh sao chung một ngọn nến. Lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Cồng xanh nghe gái chưa con, lũ nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàm. Em thấy không em? Trăng thanh du lịch ta như sóng du con thuyền tình. Em thấy không em? Em thấy không em? Em thấy không em? Quê hương ta ơi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, để tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Chim sâu chỉ lối vườn cao thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối vườn cao thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối vườn cao thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Châu đã về đến gia đình của ông bà Trương Xuân Thủy và bà Đoàn Thị Minh Trung. Xin thay mặt bên họ nhà trai xin phép để cho gia đình làm lễ gia tiên nhận dâu. Xin phép. Xin làm. Anh ngồi đây. Dạ.
trình bày hoa mạ của đây. Bây giờ xin mời nhìn thẳng đây ạ, à, mô. Bác ơi nhìn máy ảnh cho ạ, à, mô 2 giờ đây ạ, à, đây rồi. Mời anh. Để vào chồng anh trai của chú này. Rồi, anh đứng xoay lưng lại, đúng rồi. Để rồi, cùng đeo ạ, để rồi. Chụp cái đứa. Rồi, đứng sát lại. Rồi, đứng sát lại, nhìn mẹ. Dạ, thưa anh xin giới thiệu, bây giờ anh bác của chú rể trên Đà Lạt đấy. Giới thiệu đây là cháu dâu của bé. Đây là cháu trai thấy không? Rồi, chú ơi đứng xác lại, đúng rồi, mô 2 rồi, ok ạ. Đây là anh trai của cháu. Dạ rồi, mời chú đứng xác lại, mô 2 rồi, ok ạ. Đây là anh trai của cháu. Sau này
Có những lúc bối rối anh sợ lắm, và tại vì anh không chắc. Hôm qua em ôm anh vì trời rét đông hay vì nhớ anh. Và anh muốn nói hết với em, mà sao không thể trút hết những nghĩ suy. Cho dù thế nào, và sẽ nói hết những khát khao trong tim mình. Và muốn em biết lâu nay anh đã nhớ và đã thầm yêu em bấy lâu. Người yêu ơi, giờ anh đã biết nhớ và nhớ từng xa riêng. Cần hơi ấm tim em để biết mình đang sống. Có em trong cuộc đời anh sẽ không bao giờ rời xa những phút giây được bên em. Và anh hứa sẽ không bao giờ khiến em buồn, sẽ không bao giờ khiến em phải lo. Sẽ cố gắng để tốt hơn từng ngày, sẽ yêu càng nhiều, sẽ yêu và chỉ yêu một em. Người yêu ơi, do you wanna marry me? Do you wanna marry me? I can't live without you, I can't live without you. Có những lúc bối rối anh sợ lắm, và tại vì anh không chắc. Hôm qua em ôm anh vì trời rét đông hay vì nhớ anh. Và anh muốn nói hết với em, mà sao không thể trút hết những nghĩ suy. Anh sẽ cố gắng nói hết cho dù thế nào, và sẽ nói hết những khát khao trong tim mình. Và muốn em biết lâu nay anh đã nhớ và đã thầm yêu em bấy lâu. Người yêu ơi, giờ anh đã biết nhớ và nhớ càng xa riêng. Cần hơi ấm tim em để biết mình đang sống. Có em trong cuộc đời anh sẽ không bao giờ rời xa những phút giây được bên em. Và anh hứa sẽ không bao giờ khiến em buồn, sẽ không bao giờ khiến em phải lo. Sẽ cố gắng để tốt hơn từng ngày, sẽ yêu càng nhiều, sẽ yêu và chỉ yêu mỗi em. Người yêu anh. Kính thưa quý vị, chúng đến trong giờ phút long trọng, đặc biệt và hết sức huyền diệu này, chúng ta cùng dành cái chào tay thật lớn và thật đặc biệt chào đón từ Đắk Lắk của tác phẩm Hai Gia Đình và Đôi Gương. Đầu tiên xin được kính mời quý vị cùng dành chào bắt tay chào mừng sự ra mắt của tác phẩm Họ Nhà Trai, có sân thân của chú rể, ông bà Trương Trung Thủy và Đoàn Thị Kim Trung. Một chào bắt tay thật lớn và tạm nhiệt của tất cả chúng ta. Của tác phẩm Họ Nhà Gái, có sân thân của cô dâu, ông bà Trần Quang Nam và Nguyễn Thị Xoan. Một cảm ơn thật lớn của toàn thể quý vị. Sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời diễn viên đại diện của tác phẩm Hai Gia Đình chúng ta cùng song hành bước lên sân khấu. Về phía tác phẩm Họ Nhà Trai, xin được trân trọng kính mời vị đại diện ông Nguyễn Quang Chương. Và về phía tác phẩm Họ Nhà Gái, xin được trân trọng kính mời vị đại diện ông Nguyễn Quang Biên. Một tràng pháo tay thật lớn nữa của chúng ta chúc mừng sự ra mắt của diễn viên đại diện tác phẩm Hai Gia Đình. Và ngay bây giờ, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng bước mắt về phía cổng hoa để chào đón đông trang tài cảnh sát, hai người đẹp nhất, hai người hạnh phúc nhất của đội tuyển chúng ta ngày hôm nay. Một chào tay thật lớn và đặt dài chúc mừng đôi yêu thương, chú rể Việt Hạnh, đẹp viên cùng với dâu Ngọc Quyên. I celebrate my love for you.
mai phút của tác động hay của chúng tôi ngày hôm nay được nhân lên rất hồi với sự có mặt tâm tư của tất cả quý bạn sát gần và mẹ thân hữu gần sát của gia đình, thì chúng ta nhận được các tình phẩm ở xin vui. Quý vị và các bạn đã dành thời gian có mặt nơi đây buổi trưa hôm nay và hôm nay để cùng nhận những lời chúc tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất cho đôi lương của chúng ta. Đại diện nơi sân khấu gia dự lúc này, thân tộc hai gia đình, dì bị đại diện, đôi lương xin được ra mắt kính chào toàn thể quý vị, cô chú, các anh chị, các bạn trẻ có mặt trong tiệc ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại diện của thân tộc họ nhà trai, bác Quỷ Quang Chương sẽ có lời lời phát biểu trước tất cả quý vị. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, con các bà, con thân thể các anh chị, cháu Việt Thắng và Ngọc Quyên sau một thời gian tìm hiểu đến hôm nay đã chín buổi, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, được sự đồng ý của gia đình hai bên, hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2022 nhằm ngày 10 tháng 3 năm Nhâm Dần, gia đình chúng tôi có tổ chức buổi lễ tân hôn. Đến dự đám cưới hôm nay là niềm vinh hạnh của gia đình chúng tôi. Xin thay mặt hai gia đình, tôi xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, sức khỏe, thành đạt và chúc quan nghiệp. Xin cảm ơn quý vị đã có mặt, xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời vị đại diện cùng tiến lên phía trước, bắt cặp tay nhau, kết chặt tình xuống giặc của hai gia đình và trở về bằng tiền chủ phương tiện chung vui, chúc một hạnh phúc cho đôi lương. Xin được kính mời vị đại diện. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui. Mơ, anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất và hôm nay bầu trời trong xanh thật nhiều ánh mắt chứng giám ngày vui nhất đời anh. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện
cầu ta hạnh phúc bên lâu. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng. Bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp. Why I left my head, and it doesn't.
Of paradise, every inch of your skin is a whole